Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của tác giả Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân. Trận chiến để đời của tiểu đoàn 88 biệt động quân biên phòng. Đắc Bét được dịch âm là Đức Phong, một địa danh của đồng bào Thượng ở vùng rừng núi Kon Tum, gồm đủ các sắc dân như người Heo, Koro, Yarai, Mơ Nông, Sê Đăng, Ba Na, vân vân, quần tụ lại và sinh sống trên những triền núi bao quanh một lòng chảo gần 2 cây số đường bán kính, chạy dọc quanh qua đó là con sông Đắc Pô Cô êm đềm thơ mộng trong mùa nắng, nhưng cũng sẽ gào thét ầm ĩ đầy sợ hãi trong mùa mưa vì mực nước dâng cao như thác lũ đổ về Kon Tum và xuôi ra biển. Khi đi ngang qua vùng rừng núi Phú Bổn, nó được đổi tên là sông Ba, và khi đến vùng thị xã Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Yên, lại được đổi tên thêm một lần nữa, đó là sông Đà Rằng. Với hơn 3.000 cư dân người sắc tộc, chia thành 11 làng sống chung quanh thung lũng Đắc Pét. Như vậy, nên tỉnh Kon Tum đã đặt một chi khu tại đây, lấy tên là chi khu Đắc Pét, cũng gồm đủ ban bệ, công an, cảnh sát, nghĩa quân, vân vân. Nhưng người Kinh trong bộ chỉ huy chi khu cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Họ sống trên một ngọn đồi phòng thủ khá vững vàng, chỉ chờ mỗi tháng 2 lần trực thăng tiếp tế thực phẩm tươi đến và hàng tháng lãnh lương mà thôi. Chứ công việc hành chính giấy tờ ít khi được dùng tới, vì 11 làng thượng của chi khu cách nhau mỗi làng là từng dãy núi đồi cao thấp. Từ làng này muốn đến làng kia cũng phải leo núi, mệt thở, cho nên sự liên lạc giữa dân làng với giới hữu trách tại đây cũng thỉnh thoảng mới xảy ra. Hơn nữa, người dân thượng cũng ít khi cần đến những thứ giấy tờ lỉnh khỉnh như khai sinh, giá thú, chứng chỉ học bạ, học trình. Thành ra, bộ chỉ huy chi khu dựng lên cũng để làm vì. Nhưng nếu chỉ bằng ngần ấy lực lượng bán quân sự để bảo vệ chi khu và 11 làng thượng kia thì hẳn nhiên là không kham nổi. Lại nữa, bọn Cộng sản Bắc Việt đang mỗi ngày một gia tăng quân số để đánh phá miền Nam và trên đường xuôi xuống vùng đồng ruộng trù phú của miền Tây nước ta giáp với Cao Nguyên, họ phải đi ngang qua cứ điểm này. Thế nên lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ đã phối hợp với lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa thành lập một trại dân sự chiến đấu ngay ở bên cạnh chi khu, cũng lấy tên là trại Đắc Pét hay là căn cứ biên phòng Đắc Pét, có nhiệm vụ bảo vệ chi khu, đồng thời thu thập tin tức xâm nhập của Cộng sản Bắc Việt trên đường mòn Hồ Chí Minh. Hay nói một cách khác, thì có nhiều sắc dân thượng vì chiến tranh loạn lạc, họ đã dắt díu nhau từng buôn làng vào ẩn náu rải rác trong rừng sâu của vùng Hạ Lào. Nếu không tìm cách tập trung lại để ổn định đời sống của họ, chắc chắn Việt Cộng sẽ tìm cách tuyên truyền mua chuộc họ chống đối lại phe ta, thì càng nguy hại nhiều hơn. Cho nên lực lượng đặc biệt Mỹ và Việt Nam mới thành lập căn cứ Đắc Pét này để hoàn thành những sứ mạng nêu trên. Vấn đề tiếp tế lương thực, vật liệu xây cất vân vân, nhất nhất đều do lực lượng đặc biệt Mỹ lo liệu, rất dồi dào từ năm 1962 tới giờ. Nhiều sắc dân thượng cũng vì đó mà tập trung về sinh sống mỗi ngày một đông, nên chi khu mới được thành lập để lo về việc hành chánh cho họ. Vậy sau này khoảng năm 1969-1970, vấn đề Việt Nam hóa chiến tranh đã khiến cho việc vận chuyển, tiếp tế lương thực trở nên khó khăn. Phần thì đường bộ không có, phần thì quân đội Mỹ phải rút về nước, phương tiện phi cơ bị hạn chế tối đa. Vấn đề ổn định đời sống của hơn 3.000 dân thượng ở đây thật quá nhiêu khê. Các cơ quan hữu trách của Việt Nam đưa ra giải pháp là di dời tất cả 11 làng thượng này về sinh sống gần tỉnh lỵ Kon Tum để dễ dàng yểm trợ họ. Giải pháp khá hợp lý
nhưng mắc phải trở ngại cũng khá to lớn. Đó là phải dùng phương tiện hàng không chuyên chở toàn bộ 11 làng thượng, từ người cho đến trâu bò cùng vật dụng linh tinh cho mỗi gia đình người dân, rất là tốn kém và khó khăn không ít. Lại còn sợ theo thói quen của người thượng là họ thích sống trong vùng rừng núi, chứ không thích sống gần nơi thành thị. Cho nên sau một thời gian di dời, có thể là họ lại dắt díu từng gia đình trở về chốn cũ làng xưa sinh sống, thì càng nguy hại không nhỏ cho chính quyền sở tại. Bằng lập luận như thế, ông John Paul Van, vị dân sự, với chức vụ cố vấn trưởng cho quân đoàn 2 và quân khu 2, tức vùng 2 chiến thuật ở Pleiku, đã thẳng thừng bác bỏ chuyện di dời. Thế là giải pháp không thành, bởi vì bao nhiêu phương tiện chuyên chở đều nằm trong tay của vị cố vấn Mỹ này. Nếu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tự giải quyết, thì sự tốn kém quá nhiều, không có lợi trong tình hình chiến tranh như hiện tại. Cuối cùng thì vấn đề đắc phép vẫn không thay đổi, nhưng sự tiếp vận tiếp liệu và tiếp tế lương thực mỗi ngày một yếu dần đi. Đến đây xin được phép mở một dấu ngoặc, nói qua đôi chút về nhân vật John Paul Van và trại dân sự chiến đấu của lực lượng đặc biệt Mỹ cùng lực lượng đặc biệt Việt Nam thành lập. Dân sự chiến đấu theo tiếng Mỹ gọi là CIDG, là chữ viết tắt của Civilian Irregular Defense Groups. Người Mỹ quan niệm rằng có hai lý do để thành lập các toán dân sự chiến đấu này. Một là Việt Cộng lợi dụng các sắc tộc thượng thường hay sống rải rác trong rừng sâu để tuyên truyền móc nối họ chống lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Hai là vì các sắc dân thượng này không bị ảnh hưởng bởi luật tổng động viên của Việt Nam Cộng Hòa. Do đó lực lượng đặc biệt Mỹ phối hợp với lực lượng đặc biệt Việt Nam tìm cách quy tụ các thanh niên thượng lại, thành lập từng đại đội dân sự chiến đấu không thống thuộc vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những đại đội này do người Mỹ huấn luyện riêng biệt và trả lương cho họ, đồng thời thiết lập những căn cứ biên phòng, tức là những trại dân sự chiến đấu dọc theo biên giới Việt Lào, Việt Miên, để khám phá, phát giác và chiến đấu chống lại sự xâm nhập của Cộng sản Bắc Việt vào quấy phá miền Nam Việt Nam. Còn nhân vật John Paul Van, nguyên là trung tá bộ binh trong quân đội Mỹ, đã làm cố vấn sư đoàn 7 bộ binh Việt Nam ở vùng 4 chiến thuật năm 1962-1963. Sau đó về Mỹ được giải ngũ. Ông trở lại Việt Nam năm 1966, làm cố vấn dân sự cho các chương trình bình định phát triển, cũng tại vùng 4 chiến thuật. Đến tháng 8 năm 1970, Van được đổi lên vùng 2 chiến thuật, với nhiệm vụ cố vấn trưởng cho quân đoàn 2 và quân khu 2. Van có dáng dấp khá thanh tao, phong nhã của một chính trị gia hơn là một nhà quân sự. Ông đã ly thân với bà vợ Mỹ và, nghe đâu, đang xây dựng hôn nhân với một thiếu nữ Việt Nam ở vùng Cần Thơ. Ông rất thông minh, gan dạ, hiếu thắng và thích làm anh hùng cá nhân, như thường hay lấy phi cơ trực thăng loại cán gáo vào chiều tối để đáp xuống các tiền đồn biên phòng hẻo lánh trong địa phận vùng hai chiến thuật và ngủ qua đêm tại đó. Trở lại trại dân sự chiến đấu đắc phép là do toán A-242 lực lượng đặc biệt Việt Nam cùng các cố vấn lực lượng đặc biệt Mỹ thành lập vào cuối năm 1962. Đến năm 1970, theo đà Việt Nam hóa chiến tranh dưới thời Tổng thống Nixon, quân đội Hoa Kỳ phải rút khỏi miền Nam Việt Nam và toàn bộ 37 trại dân sự chiến đấu nằm dọc theo biên giới Việt Miên Lào do các toán A lực lượng đặc biệt Việt Nam chỉ huy, nay phải cải tuyển sang lực lượng quân sự của Việt Nam. Một ít trại chuyển sang địa phương quân, còn đa số thì sắp nhập vào binh chủng biệt động quân để thành lập từng tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Riêng trại dân sự chiến đấu Đắc Pét, hay còn gọi là căn cứ tiền đồn Đắc Pét, được chính thức cải tuyển thành tiểu đoàn 88 biệt động quân biên phòng Đắc Pét vào ngày 30 tháng 11 1970.
Nhiệm vụ của các tiểu đoàn biệt động quân biên phòng vẫn giống như nhiệm vụ của các trại dân sự chiến đấu trước đây. Nhưng từng tiểu đoàn biên phòng lại được bổ sung thêm sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ biệt động quân theo bảng cấp số đề ra. Tuy nhiên, mỗi tiểu đoàn biệt động quân biên phòng chỉ có một đại đội chỉ huy công vụ và ba đại đội tác chiến mà thôi. Thay vì có bốn đại đội tác chiến như các tiểu đoàn biệt động quân tổng trừ bị. Mô tả chi tiết về tiểu đoàn 88 biệt động quân biên phòng. Quân số của tiểu đoàn chỉ thực hiện được khoảng 550 người, gồm 42 người kinh, còn lại hoàn toàn là người thượng. Doanh trại của tiểu đoàn là do trại dân sự chiến đấu để lại, phòng thủ trên 7 ngọn đồi liên tiếp nhau ở cao độ 700 mét so với mặt nước biển. Có sân bay Caribou dài 700 mét nằm bên ngoài hàng rào, và bãi đáp trực thăng bên trong doanh trại. Có đầy đủ vũ khí do Mỹ để lại, với đạn dược rất dồi dào, và luôn có 90 ngày lương khô và 90 ngày gạo dự trữ. Hàng tháng hai lần được Chinook hoặc Caribou của Mỹ tiếp tế thực phẩm tươi song song với chi khu Đắc Pét. Nhưng từ khi các cố vấn Mỹ rút đi, thì việc tiếp tế không còn đều đặn như trước nữa. Đó là khó khăn chung của một quân đội nhà nghèo, khi anh bạn đồng minh đang tìm cách bỏ của chạy lấy người. Về hỏa lực súng nặng gồm một trung đội pháo binh biên phòng với hai khẩu 105 ly. Ngoài ra còn có một khẩu 90 ly, một khẩu 75 ly, hai khẩu 57 ly, hai khẩu 4.2, sáu khẩu súng cối 81 ly, tám khẩu súng cối 60 ly và trên 40 khẩu đại liên cùng trung liên phòng thủ vững chắc. Từ xa, cách căn cứ khoảng 5 km trở về đánh sát hàng rào kẽm gai của trại, đều có đặt nhiều loại máy sensor rải rác khắp nơi để kịp thời phát giác kẻ địch đến gần. Về kế hoạch hành quân bảo vệ khu vực, theo lệnh cấp trên phải thường xuyên có 2/3 quân số tuần tiểu phục kích ở bên ngoài với bán kính 15 km. Mục đích chính của việc tuần tiểu phục kích này là theo dõi, phát giác sự di chuyển của địch quân trên đường mòn Hồ Chí Minh. Còn 1/3 quân số thì phòng thủ ở bên trong. Vào cuối năm 1971, tiểu đoàn 88 biệt động quân biên phòng còn phải tuân hành theo khẩu lệnh, chỉ thị trực tiếp của chuẩn tướng Lâm Sơn, tư lệnh phó lãnh thổ thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 và Quân khu 2, bằng cách chỉ huy và kiểm soát các đơn vị chiến đấu của chi khu Đắc Pét, đồng thời còn cắt cử 6 hạ sĩ quan người kinh của đơn vị đến chung sống với 6 ngôi làng thượng ở cách xa căn cứ nhất. Cứ nửa tháng họ phải trở về bản doanh một lần để nhận thực phẩm tiếp tế. Nhiệm vụ của họ là ngầm theo dõi những sinh hoạt hàng ngày của dân làng, cũng như cố vấn về phương cách phòng thủ buôn làng, và hướng dẫn các nghĩa quân người thượng canh gác về đêm. Sở dĩ phải kể tỉ mỉ về địa hình, địa vật, cách phối trí lực lượng và tầm mức chiến thuật của căn cứ Đắc Pét nêu trên là để quý độc giả tiện hình dung được một cách rõ ràng hơn. Khi trận chiến xảy ra tại nơi đây với 57 ngày đêm tử thủ sống còn. Thật vậy, tưởng cũng xin phép lật lại phần nào trang sử quay hùng của quân và dân tỉnh Kon Tum dưới thời đệ nhị Cộng Hòa, vì họ đã đánh tan ý đồ xâm lăng của bọn ngông cuồng khát máu Cộng Nô trong cái thời điểm mà cả nước đều biết, đó là mùa hè đỏ lửa 1972. Khi mà Quảng Trị, Kon Tum, An Lộc đều ngập chìm trong máu lửa đạn bay, sát thù chồng chất đầy ngoài chiến lũy, vắt ngang chiến hào, và có lẽ từng đồi cây ngọn cỏ, cũng đều oán giận căm hận thay cho lũ đầu sỏ Hà Nội. Vì bọn chúng đã nở nhẫn tâm, xua hàng nửa triệu thanh thiếu niên miền Bắc vào Nam chịu chết một cách thương đau. Chính thời điểm đó, căn cứ Đắc Pét do tiểu đoàn 88 biệt động quân biên phòng trú đóng cũng được phần tham dự ngay khi cuộc chiến khốc liệt vừa mới mở màn. Trước khi tường thuật một cách khá trọn vẹn trận tấn công mạnh mẽ bởi hai tiểu đoàn đặc công cùng 6 đại đội pháo của Cộng sản Bắc Việt tràn ngập một phần vào căn cứ biên phòng Đắc Pét,
Chúng tôi cũng xin được phép lượt qua về hoàn cảnh sinh sống của các chiến sĩ trong căn cứ, cùng sự phát giác nội tuyến, ngay trong mùa xuân của vùng núi cao rừng rậm này. Từ đó chúng ta mới có thể cảm thông được phần nào nỗi niềm tâm sự của những người lính trấn thủ lưu đồng và chiến thắng đáng được khích lệ của họ. Đó là mùa xuân của năm Nhâm Tý 1972. Trời đất có vẻ âm u lạnh lẽo hơn các năm về trước. Buổi sáng ở đây đến 11 giờ trưa mới tan hết sương mù, nhưng trần mây vẫn còn thấp và tầm quan sát vẫn còn hạn chế. Cho đến quá ngọ mới được trong trẻo hơn. Rồi đến khoảng 4 giờ chiều thì sương mù lại giăng phủ cho đến hôm sau. Cứ thế, kéo dài cái thời tiết lạnh lẽo đó trong nhiều tháng liền, làm cho tâm sự của người lính thú luôn sắc se nỗi nhớ, mang mạnh niềm thương. Nhất là vào nửa đêm trừ tịch và các ngày kế tiếp, lòng người chiến sĩ thật là u hoài không tả. Thêm vào đó, ở cái tiền đồng heo hút của vùng rừng núi cực bắc Công Tâm này, khiến cho người ta liên tưởng đến những đồn hải biên quan ở tận miền bắc xa xôi cô lẻ của những người lính chiến thuở xa xưa. Bản nhạc "Xuân này con không về nữa" được một anh lính người Kinh hãy còn rất trẻ, đang ôm súng ngồi trên lâu cốt gác giặc, miệng hát nghêu ngao trong buổi sáng mùng một Tết, giá buốt đầy thật thấm thía vô cùng. Một sĩ quan đứng gần đó đang phóng tầm mắt nhìn dãy núi mờ sương ở phía xa, dường như cảm hứng với lời hát của kẻ thuộc quyền cũng cất tiếng ngâm khe khẽ. Biên phòng heo hút thân đồng chủ, ta sống cuộc đời lính thú xưa, tâm sự miên man hờn giấc ngủ, vỏ vàng thân xác lạnh hồn thơ. Vào xuân rừng núi mờ sương phủ, ải bắc buồn theo dãy chiến hào, nhớ thuở mài gươm cười chính khí, đăng trình ta nhập cuộc binh đao. Ra đi không rượu người đưa tiễn, và mắt gia nhân đẫm lệ sầu, chỉ có trăng nghe lời ước nguyện, đem chí bình sinh lấp bể dâu. Rồi theo năm tháng dài dông ruổi, biên trấn đồng xa mộng nát nhầu, nếp áo tương như giờ để lệch, hồng thơ chìm lặng bến Giang Châu. Phím tơ trùng tiễn đàn tư mã, rượu chữa kề môi thấy nhạt màu, lầu bích áo xiêm nào rạng rỡ, cho ta thèm ấp mộng hồng lâu. Ý xuân dù hiện niềm hoang lạc, mà nẻo cam tuyền ta biết đâu. Vạn lý thành xưa thân trấn thủ, chào xuân bằng nỗi nhớ niềm đau. Giọng ngâm tuy không có cái âm độ lão luyện chuyên nghiệp, nhưng cũng có phần nào truyền cảm vào lòng người đồng chung cảnh ngộ. Có sống nơi tiền đồng xa tít mù khơi giữa vùng núi cao rừng rậm, biệt lập với thế giới bên ngoài này, lòng của người trai thời loạn mới thấy thấm thía tiếng nhạc lời thơ, mới thấy hắt hiu nỗi nhớ dâng lên mang mát trong lòng, và cảm thương cho cuộc đời mình, có đôi lúc dường như vô nghĩa. Thân phận của mình sao lại quá đen đủi đến thế là cùng. Trong gần 50 người Kinh được đổi lên đây, kể cả hai bên chi khu Đắc Phép và tiểu đoàn 88 biệt động quân, tại sao lại có mình? Có ai thương xót cho người trai lính chiến, đóng ở biên phòng hẻo lánh này không? Ôi, với tuổi đời trên dưới đôi mươi, nhựa sống lại căng đầy, mà bị đổi ra cái tiền đồng ốc đảo này, hàng năm mới được đi phép vài ngày, thật là đáng thương cho tuổi trẻ biết là bao. Không biết bài hát của ai đó với những câu như "Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đông lắm hạ, nối tiếp đi qua, thiếu bóng đàn bà" sao mà đúng với cái tâm trạng của những quân nhân người Kinh ở đây quá cỡ. Và hàng loạt những tiền đồn biên phòng với những địa danh dọc theo biên giới Việt Lào từ Quảng Trị trở vào như Minh Long, Ba Tơ, Gia Vực, Trà Bồng, Đắc Xuyên, Ben Hết, Đức Cơ, Playmer, vân vân, cũng đều có những chàng trai lính thú như vậy mà đời cũng gần như quên lãng họ. Nếu những người lính của các sư đoàn chiến đấu thường xuyên đối đầu với cái chết trong lúc hành quân tìm và tiêu diệt địch,
Cũng có lúc dừng quân nghỉ ngơi ở một bìa làng hay một nơi thị tứ nào đó, hoặc trở về hậu cứ an toàn dưỡng sức, cũng còn nhìn được ánh mặt trời bình yên, nơi mái ấm gia đình. Dù chỉ có nghỉ ngơi trong một vài ngày ngắn ngủi rồi phải trở lại lặn lội hành quân đi nữa, cũng còn hạnh phúc hơn những người lính biên phòng rất nhiều. Vì những người lính biên phòng, nhất là ở những tiền đồn ốc đảo của vùng 1 và vùng 2 chiến thuật, quả thật là không thấy được ánh mặt trời bình yên trong cuộc sống và kể cả tâm hồn. Bởi lẽ, bên trong vòng rào hàng hàng lớp lớp dây kẽm gai là ta, còn bên ngoài là địch. Ngay như tiền đồn Đắc Phết có 11 làng thượng ở rải rác chung quanh, vẫn chưa gọi là an ninh được. Nào là ngôn ngữ bất đồng, nào là hành động và tư tưởng của họ rất khó lòng kiểm soát. Hay như hàng mấy trăm binh sĩ thượng ở trong căn cứ cũng còn chưa đánh giá một cách chắc chắn về đầu óc quốc gia của họ thay. Thì nói chi tư tưởng của dân làng. Hàng ngày, hầu như gần hết tất cả người thượng trong các làng và vợ con binh sĩ trong trại đều bồng bế trẻ em ra rừng lên rẫy để tìm miếng sinh nhai. Đến chiều tối họ mới trở về, thì làm sao kiểm soát nổi sự tuyên truyền mua chuộc sách động của địch quân đối với họ. Kinh nghiệm trong nhiều năm trước đây, hồi còn là các trại dân sự chiến đấu, tiền thân của các tiểu đoàn biệt động quân biên phòng hiện giờ, do người Mỹ chỉ huy tiếp tế lương thực một cách dồi dào thừa mứa, thế mà vẫn có một vài nơi bị Việt Cộng móc nối mua chuộc, khiến họ nổi loạn ngay trong doanh trại. Chưa đừng nói chi tới bây giờ, lực lượng Mỹ đã rút đi, quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải chiến đấu trong thế tự lực, đánh giặc kiểu nhà nghèo thì làm sao điều khiển họ trung thành với mình một cách trọn vẹn cho được. Lại nữa, người thượng ở trong các buôn làng khi nói chuyện thì gọi người Mỹ là ông Mỹ, gọi Việt Cộng cũng là ông Cộng, nhưng kêu đại quý của ta là thằng đại quý. Đứng trước tình huống đó, ta phải đành chấp nhận, tìm cách khéo léo hướng dẫn họ. Còn các hệ thống tình báo chiến, tâm lý chiến của ta, đối với một tiền đồn biên phòng xa xôi hẻo lánh như vậy, nhìn bề ngoài thì thấy rất dễ thực thi, nhưng thật sự bề trong rất khó lòng phân rõ địch và ta. Thế nên trong tiểu đoàn với hơn 40 người kinh, chỉ biết tin tưởng vào nhau và ngầm dặn dò nhau đề phòng những biến động. Nếu lính thượng có dấu hiệu bất mãn hoặc thiên tả, tiếng là đóng đồn biên phòng chỉ có ngồi yên một chỗ, ít khi phải lặn lội gian truân như các đơn vị tác chiến khác. Tưởng rằng chữ thọ được cao, nhưng sự thật thì cái nguy hiểm không biết đến từ lúc nào, thần kinh luôn căng thẳng. Lúc nào cũng phải thường xuyên dè dặt, đề phòng cả ngày lẫn đêm, chẳng những lo địch quân tấn công quy mô từ bên ngoài vòng rào, mà còn phải lo sợ sự nổi loạn bên trong nữa. Đó là chưa kể cái lạnh lẽo, cái giá buốt cùng sự trói nước khiến cho bệnh sốt rét rừng hoành hành thân thể và nỗi điều hiu quạnh quẽ của tâm hồn. Nếu là một tiền đồn, dù cho ở giữa vùng Bắc Cực băng giá đi chăng nữa, chung quanh toàn là kẻ địch, nhưng bên trong là phe ta thuần nhất, không như cái kiểu của vùng căn cứ Đắc Phết này, địch ta cơ hồ như lẫn lộn, thì thần kinh cũng có phần đỡ căng thẳng đi rất nhiều. Có lẽ bọn Việt Cộng cũng nhìn thấy được như thế, nên kể từ ngày lực lượng đặc biệt Mỹ rút đi khỏi căn cứ cho đến giờ, chúng đã hàng chục lần trải truyền đơn viết tay, gọi vùng Đắc Phết này là ốc đảo đã bị bỏ quên, để lung lạc tinh thần chiến đấu của hơn 40 người kinh đang trấn thủ. Thế còn những người lính thượng ở đây thì sao? Họ có nao núng hãi sợ vì những truyền đơn đó không? Có lẽ là không, vì các yếu tố sau đây. Một là vốn dĩ họ sinh trưởng trong núi rừng, thì rừng núi là quê hương của họ, và gia đình thân nhân lại ở kề bên. Cái nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con, thương cha mẹ thì không có. Hai là họ không hề đem so sánh thân phận mình với sự ăn chơi đàng điếm, rượu ngon cái đẹp giữa nơi son phấn phồn hoa của một số người thành đô, chuyên sống trên mồ hôi và xương máu của các chiến sĩ
chiến đấu gian lao ngoài mặt trận, để rồi lại đâm sau lưng họ. Thì những lính thuận ở đây không có, vì cả đời họ làm gì biết được những cuộc truy hoang như thế để mà so sánh. Ba là, nếu nơi này bị áp lực nặng nề của địch quân, những người lính thuận kia có thể cùng với gia đình tìm cách bỏ trốn, chỉ cần cởi bỏ bộ quần áo trận, đóng vào cái khố nửa đêm lẻn trốn ra đi, họ có thể dắt dìu nhau cả một làng, đi sâu vào bên trong biên giới Hạ Lào, phát rẫy làm nhà để sinh sống, như họ đã từng làm trong nhiều năm về trước. Với họ thì không có tư tưởng lớn, tư tưởng nhỏ gì ở trong đầu cả, chỉ có tiền lương gạo muối mới có thể giữ họ lại ở trong quân ngũ. Khi không có đánh nhau lớn, nếu động trận mạnh họ bỏ súng và tự rã ngủ là chuyện thường. Vả lại, bọn thượng cộng cũng đã tuyên truyền rằng, nếu họ đóng khố và tự bỏ đơn vị ra đi, thì Việt Cộng sẽ không làm khó dễ mỗi khi bắt gặp họ trong rừng. Trong vài ba năm trở lại đây, những trường hợp đến mùa làm rẫy gặt lúa, có một số lính thượng bỏ ngủ trở về buôn làng xa xôi trong rừng sâu để gặt lúa làm rẫy của họ. Và đến hết mùa họ lại trở về đơn vị tiếp tục làm lính, thì không còn thấy xảy ra nữa. Có lẽ vì chiến trận mỗi ngày một rộng khắp, binh lính của Việt Cộng từ miền Bắc xâm nhập vào miền Nam mỗi ngày một đông, cho nên các buôn làng thượng ở trong rừng sâu thường hay có bộ đội cụ hồ đến trú quân, và đương nhiên là dân trong buôn làng phải chiêu đãi họ. Nào là thanh niên thì phải đi lính cho họ, nào là thực phẩm hoa màu trồng trọt cũng phải cung ứng cho họ. Buôn làng sống giữa rừng sâu đã thiếu thốn, nay lại càng thiếu thốn hơn nữa. Cho nên người thượng đã bồng bế nhau đến lập làng chung quanh những tiền đồng biên phòng để được giúp đỡ về thực phẩm gạo muối hơn. Nếu chồng đi lính, thì vợ con cùng vào trong căn cứ, đào hầm chung quanh giao thông hào phòng thủ trong doanh trại mà ở. Mỗi ngày thì vợ con lính ra khỏi trại vài ba cây số, phát rừng làm rẫy trồng trọt thêm hoa màu, đến chiều mới trở về căn cứ. Mỗi người lính hàng tháng đều được phát gạo muối và những nhu yếu phẩm khác. Hai tuần thì được phát thực phẩm tươi như gà, heo, bò, vân vân, được chở từ công tâm lên. Lương của họ và vợ con được phát ứng viên hàng tháng từ Pleiku đi trực thăng lên phát. Họ có thể mua thêm lương thực từ câu lạc bộ của trại và ngôi chợ trồng hổm bên chi khu. Tóm lại, từ đời sống của một người lính thượng đóng ở các tiền đồn biên phòng như vậy là quá hạnh phúc. Họ không có mong muốn gì hơn, cho nên họ không bỏ ngủ trở về rừng sâu để làm rẫy gặt lúa nữa là như vậy. Lại nữa, theo những quân nhân thượng sống nhiều năm trong căn cứ cho biết, thì lúc còn là lính dân sự chiến đấu do người Mỹ tuyển mộ, chỉ huy và phát lương bổng, họ có bỏ ngủ cũng không bị phạm vào quân pháp. Sau khi họ về làng làm rẫy đến hết mùa trở lại, thì đơn vị lại ghi danh phát súng và trả lương cho họ kể từ lúc đó. Nhưng khi toàn bộ những lính dân sự chiến đấu này được cải tuyển sang biệt động quân biên phòng để thành lập những tiểu đoàn biệt động quân biên phòng, tức có nghĩa là lính chính quy, có số quân, có cấp bậc, có quân bạ đàng hoàng, tự bỏ ngủ về buôn làng, làm hết mùa rẫy rồi trở lại đơn vị thì không được, vì đó là tội đào ngũ, sẽ bị trừng phạt theo quân luật. Trở lại khung cảnh của tiền đồn Đắc Pét, với cái khí hậu của Sơn Lâm chướng khí, với cái ô buồn hiu quạnh của vùng rừng núi biên cương, và với cái căng thẳng thần kinh của cuộc chiến như thế, ngày Tết ở đây thật buồn tẻ vô cùng. Hơn 40 người kinh trong tiểu đoàn, ngoại trừ đại quý tiểu đoàn trưởng với số tuổi vừa quá 30 có gia đình ra, số còn lại ở khoảng trên dưới 25 tuổi đều độc thân. Nhất là vậy, ba sĩ quan vừa mới ra trường được bổ nhiệm về đây, gặp ngay cái Tết đầu tiên, khi ra đơn vị tác chiến một cách ảm đạm như vậy, thì hỏi sao mà vui sướng được bao giờ. Cũng có một số ít sĩ quan và hạ sĩ quan vốn là người kinh, thuộc dân sự chiến đấu của trại được cải tuyển sang biệt động quân. Những người này luôn có gia đình chung sống với họ ở trong trại,
từ nhiều năm trước đến giờ, thì có được cái không khí vợ chồng con cái ấm cúng phần nào trong căn hầm riêng của họ. Nhưng bánh chưng, bánh tét, thịt mỡ, dưa hành, cây nêu, tràng pháo tượng trưng cho ngày Tết thiêng liêng của dân tộc thì không có ở đây. Bởi lẽ trước đó hơn 2 tháng, trần mây luôn luôn thấp, ngày nào cũng có sương mù che khuất ánh mặt trời. Trực thăng tiếp tế lương tươi từ công tâm không cất cánh được, cho nên cả căn cứ đều sực lương khô, thì lấy đâu mà có thịt mỡ dưa hành, mặc dù ban tiếp liệu của tiểu đoàn đã mua sẵn ở Pleiku chờ gửi lên. Rốt lại cả tiểu đoàn ăn Tết với câu khẩu hiệu trơ trẽn mà sĩ quan ban năm phải hì hục khòm lưng cắt giấy dán lên tấm vải băng đồ rôn duy nhất của đơn vị và được căng treo trước cột cờ từ mấy ngày qua. Vui xuân không quên nhiệm vụ. Thật là mai mỉa, nào có xuân có Tết đâu mà vui mà quên nhiệm vụ. Còn người thượng ở vùng này họ không biết ăn Tết theo kiểu người Kinh. Phần lớn họ theo đạo Tin Lành nhưng vẫn giữ phong tục mỗi năm cúng dường một lần vào ngày lễ Giáng sinh. Cúng dường có nghĩa là cúng trời cho mưa thuận gió hòa, để cái rẫy cái nương có khoai có lúa mà ăn. Đó là lời giải thích của Thượng sĩ Thường vụ Kronsem. Nhân dịp này họ mổ trâu ăn mừng, nhảy múa theo tiếng khèn tiếng còng, những nhạc cụ của riêng họ, rồi uống rượu cần, và trẻ gái trai vui chơi quây quần chung quanh nhà làng. Nhà làng tức là ngôi nhà sàn có phần to lớn hơn các nhà sàn thường của dân làng. Đó là nơi dùng để hội họp lễ lạc cúng bái sự kiện do trưởng làng quản lý. Phần thứ nhất đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ 2.